Hello everybody, welcome to Heo và KT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo và KT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game kho báu huyền thoại bản N ha. Thì con này cuối tuần có hai cái code, nói chung thì anh em nào nếu chơi server mới á thì hai cái code này cũng đáng để chúng ta đem về bộ sưu tập ha. Còn anh em nào chơi ở server cũ thì hai cái code này nó không có giá trị gì luôn á. Rồi, ok. Không dài dòng nữa ha. Nhập code luôn. Đây là cái code ngon nhất trong hai cái code nè. Đó, 300 kim cương và 80 hồn tướng ha. Cái này anh em có thể chọn các con tướng nói chung cũng không phải là ngon lắm nhưng mà cũng được anh em. Ok, đồ thơm dữ ta. Wow, chỉ có nên để coi đội hình cũng đang khâm khá, có nên bỏ con bo này ra không ta? À, không có cái mảnh tím này, chứ nếu mà có mảnh tím chắc cũng suy nghĩ về việc bỏ một con bo ra. Ok, không thì lấy chắc full con này đi quá. À, ok, cái này để đây đi. Cái này đội hình mới thì chúng ta cần ha. Nếu anh em đi full full tóc thì chúng ta có thể đi Kizaru nha anh em. Mà bây giờ nếu mà nuôi là một con nữa thì khá là buồn, khá là mệt. Nên là thôi, ok, heo chắc dồn hết vô con Jafalo đi. Ok, vậy đi cho nó nhanh ha. Thì không phải gì mà tại vì đang tính đi con bo nhưng mà cha Phalo đi đường dài hơn. Ok. Đó, rồi còn cái code kia thì là code cuối tuần ha. Đấy, code cuối tuần thì nó chỉ có 200 kim cương và là 23 cái vé vé xanh, vé đỏ gì à. Đây. 200 kim cương, hai cha hai vé đỏ, hai vé cam hả? Vé đỏ với vé cam thật ra heo cũng khá nhiều anh em nè. Đó. Ok, quay luôn 5 cái vé đỏ này coi. Ok. Á, vô cái rương này nè con, vô cái rương này nè, vô cái rương này nè, mẹ mày, vô cái rương này nè. 22 vé hả? 22 vé quay luôn. Cái này thì nó quay vô chắc mấy con này để về làm thuốc chứ ăn uống gì nhiều đâu. Không rồi thì heo đang cài ạc mới hả? Server 221 à. Thì hôm nay có hai cái code, nói chung thì cũng không có ngon lắm. Nhưng mà anh em nào chơi ở server mới thì chắc chắn là sẽ cần hả. Còn server cũ thì mấy con này giờ đem ra làm food chứ làm gì vậy? Ai đâu giờ server cũ và ai đâu chơi mấy con này nữa. Server cũ là giờ người ta tích kim cương, người ta chơi mấy con như là Goku hả, lộn gì Luffy. À, tự nhiên lộn qua bên kia à, chơi giờ như mấy con kia chứ nè nó rồi ra gần đồ không cái đô đồ, anh nào có tiền thì chơi cái đô chứ giờ ai đâu chơi mấy con này. Ok đó thì hôm nay chỉ có hai cái code đó thôi ha. Rồi còn lại thì anh em nào có chơi thì tải về đủ phòng đó. Hôm nay nó bị thể lực rồi anh em. Okay. Hôm nay heo còn phải farm map nữa nè. Nhưng mà bây giờ thịt đồ đã hết rồi, còn có một cây thịt 600 mấy cây này nữa. Chỗ này hỏi lực lên càng cao, hỏi lực hiếm lắm, khó ăn lắm. Mở ra được mấy cái này nữa cũng đỡ. À, hôm nay là đi đội hình nữ đánh anh ấy nữa chứ. Chán gì đâu. Đó, cha Phalo đồ hả? Bo thì chúng ta cũng có thể chơi được, tại vì nó chơi đội hình nữ ha. Má mà có một vấn đề, cái con người cá nè, Shugo Hige này nè, với lại Big Mom không được công nhận là phụ nữ nha anh em. Đánh cái phó bản nữ giới gì đó, bà mẹ nó méo cho đánh mấy con này. Méo hiểu, hay là tại mấy con này nó mạnh quá. Tính ra nếu mà mấy cái level hấp dữ thì mấy con này nó cũng đâu có mạnh nhiều đâu. À, vậy mà hai Big Mom với lại con này nó không được công nhận. À, tức gì đâu.
Giờ chúng ta đang chạy nhiệm vụ đâu hả? Ừ đúng rồi. Đó, đội hình theo chơi cũng cả tuần lễ hơn rồi anh em, chỉ có nhiêu đó thôi đó. Đứng thì chắc cũng không bằng anh bằng chị rồi. Lấy lại con này. Ok. À, giờ ta lên 51 đâu hết rồi kìa. À, bên này nó chơi búp tóc rồi. Rồi ăn hành luôn. À, đúng rồi con, đúng rồi, đúng rồi con, đúng rồi, đúng rồi, giết nó đi, giết nó. Đúng rồi, đó. Trời ơi. 18.000 ăn luôn con 19.000 được, cũng được, cũng được. Xơi xích chút. À, tí là cũng ăn thành rồi đó anh em. Rồi bây giờ thì heo chỉ làm nhiệm vụ hàng ngày thôi chứ cũng chả có gì mà làm nữa anh em. Không mà chơi mấy con game này cũng nhàn hạ lắm nha. Đỡ đỡ phải vận động nhiều. Mấy con kia bây giờ nó vô nó làm đủ thứ hết. Ngày biết bao nhiêu thứ. Thôi cứ chơi nhàn hạ vậy được rồi anh em ơi. Ok. Đủ. À, có cái này luôn rồi hả? Cái đó thì không quan tâm lắm. Cái vé cái gì cái búa búa tím á. À, cái búa tím á là cái búa mà ta nói là cực khổ nhất trong cái game này. Kiếm nó khó gì đâu luôn, khó vàng trời mây luôn. Ok, ok. Trời ơi, đội hình bây giờ đem bỏ con kia ra để chơi đội hình sinh tồn sống hơi lâu hả? Điểm cho Phalo vô để đánh cho nó được chút. Chắc nuôi con Jaffalo lên cao hoặc là con Bero quá. Bero là con mà anh em cũng phải nâng rồi. Tại vì con đó là con quốc dân rồi anh em. Thắng hay bại, sống hay chết thì cũng 70-80% là do em đó rồi hả. À, hôm nay lại đánh cái này nữa chắc chắn là thua rồi, nhìn là biết thua rồi. Mẹ nó. Không có nâng mấy cái đội hình nữ này mà. Okay, giờ cũng chả cần bút nhanh nhẹn nữa. Bây giờ nâng con Bero lên cao thì nhanh nhẹn cũng không cần lắm anh em. Đó, một phát một đi nè con. Giờ con Kizaru hay được khá nhiều anh em và khá nhiều đội hình chưng dụng đó luôn á trời. Thì Kizaru bây giờ là giống như là đội hình quốc dân hay gì á. À, hồi đó đi lên cao, hình như lên cam là nó bị phế hay gì á, nó yếu hay gì á. À, ở dưới hấp là thấy nhiều anh em vẫn còn đang chơi con đó lắm. Ok, bữa giờ ơi. Vừa con lô lại để bút máu cho con Z. Tính ra cái này mà chơi khoảng tháng trời thì chúng ta cũng gom đủ một đội hình có con Z hạng háng đồ này nọ à. Tại vì đăng nhập 7 ngày nó cũng cho chúng ta cả mớ hồn nè anh em. Đây. Nè, đó. Đăng nhập 7 ngày cho cũng khá nhiều. Đù. Trời, từ khi nào mà có nhiều con này dữ à? 200 mấy hồn của em đó. Đậu xanh. Đó. Đâu rồi, Z hàng hàng, đâu rồi? Ủa không có Z hàng hãng, à Z hàng hãng hình như ngày thứ 7 chúng ta mới mở được. À không, ngày thứ 7 là chúng ta đăng nhập được con, không phải con mà 20 mảnh của râu trắng. Râu trắng đi mất tool lắm anh em. Đây, cái con Z hàng ha, cái con Z tay đen này nó được cái là nó hồi sinh nè ha. À, anh em nào chơi server chính với lại chơi bản này lâu thì biết. Con này có cái hồi sinh thì nó cũng đỡ được khá khá. Rồi, ok ha, hôm nay chúng ta chỉ có hai cái code đó thôi. Thì cũng hai cái code cũng khá cùi tính hợp ướp. Nhưng mà tính ra thì anh em nào chơi server mới hôm bữa với heo thì chắc là khá cần cái code này á. Nó cũng lên được 1-2 sao đối với nhiều bạn ha. Rồi, ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Còn nhiều game đang chờ đợi chúng ta ha. Ok, bye bye.